Khách hàng mang dế thương phẩm về bán cho trang trại dế Thanh Xuân. Ủa dính à? Tách ra đây, tách ra đây. Cái đấy là dính rồi. Nó chỉ dính ấy thôi. Tách tách đây, tách tách đây. Rút rút thẳng luôn xuống cái thùng này cho anh này, đỡ khỏi rút vào thùng này nó khó. Ừ, xong anh xúc. Trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho trang trại dế Thanh Xuân hàng ngày. Tách hẳn ra em, tách ra em rũ là dễ hơn. Nó đầy quá, tách lên. Cầm lên. Ủa dính cái này, cầm lên này, tách nó ra, rút nó nhanh hơn. Đi từ Nguyên sang đi cầu Vĩnh Tuy nó gần hơn cầu Vĩnh Tuy. Em để trước em làm ở Hồ Đền Lừ thì em nhớ Tam Trinh ở Đằng Hính. Nó dưới này, đằng dưới đây vẫn là Tam Trinh. Vâng. Nó đi mất một đoạn dài. Thì để trước em làm ngay Hồ Đền Lừ thì em hay đi tắt về Đằng Hính. Em tìm ở đây mãi toàn số lẻ. Trên đấy lẻ, thế này là vâng. Trắng. Vớt hết mấy cái con ở chỗ tay cậu à, bên này, đấy 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 kia kia thùng, miệng thùng. Trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho trang trại dế Thanh Xuân hàng ngày.